Kai Havertz đã có một mùa giải khá thành công trong màu áo Arsenal. Thế nhưng vai trò của cựu sao Chelsea ở tuyển Đức vẫn luôn bị đặt một nỗi hoài nghi. Trong một chia sẻ mới nhất, chính cựu danh thủ Dietmar Hamann đã thẳng thắn nói về vấn đề này. Kai Havertz, cậu ấy không phải là tiền đạo trung tâm, cậu ấy đã có một kết thúc tốt đẹp trong mùa giải vừa qua. Nhưng đối với tôi, Kai Havertz vẫn thường xuyên gây thất vọng. Tôi nghĩ cậu ấy có khả năng làm được nhiều điều hơn thế. Liệu Kai Havertz có phải là người sẽ ghi bàn cho tuyển Đức và đưa chúng ta tiến sâu vào giải đấu không? Tôi không chắc liệu cậu ấy có thể làm như vậy. Sự linh hoạt là tốt, nhưng Kai Havertz đang ở một giai đoạn trong sự nghiệp mà cậu ấy cần phải xác định rõ vai trò của mình. Dù tuổi tác đã cao và không còn duy trì được phong độ, thế nhưng Thomas Müller vẫn có mặt ở Euro lần này. Hơn thế nữa, anh còn đảm nhận thêm một vai trò rất đặc biệt. Theo nguồn tin từ tờ Bild của Đức, huấn luyện viên Nagelsmann rất coi trọng trí thông minh, kinh nghiệm cũng như tư duy bóng đá của Müller. Ông sẵn sàng bổ nhiệm tiền vệ Bayern làm trợ lý và cho phép anh can thiệp vào các buổi thảo luận chiến thuật cũng như tư vấn trong quá trình thi đấu. Dẫu vậy, khả năng của Müller vẫn sẽ là quân bài dự bị chiến lược cho tuyển Đức ở những thời điểm quan trọng. Rạng sáng thứ Hai tuần sau, tuyển Anh sẽ có trận ra quân của mình tại Euro gặp đội tuyển Xeppi. Trước đó, Harry Maguire đã bị loại bỏ do chưa kịp bình phục chấn thương. Cho đến nay, tiếp tục là Joe Stone gặp một chấn thương khác và gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận mở màn của Tam Sư. Từ đầu tuần này, trung vệ của Man City đã bỏ lỡ các buổi tập cùng tuyển do bị ốm. Cho đến nay, mọi thứ đã chuyển biến xấu hơn và ban huấn luyện đã quyết định cách ly Stone với các cầu thủ để tránh lây bệnh cho các đồng đội. Dù vấn đề là không quá nghiêm trọng, thế nhưng Stone nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận đấu gặp Xeppi. Đó là một đòn nghiêm trọng giáng vào hàng thủ của Tam Sư ở kỳ Euro lần này. Khi được giới phóng viên hỏi về 3 đội có khả năng cao nhất sẽ vô địch kỳ Euro lần này, Pep Guardiola đã thẳng tay loại đội tuyển Pháp. Thay vào đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại đưa ra ba cái tên quen thuộc là Tây Ban Nha, Anh và Đức. Những ứng viên vô địch khá quen thuộc, đội tuyển Đức với tư cách là chủ nhà có thể là ứng cử viên sáng giá. Tây Ban Nha cũng vậy, dù đang chuyển giao thế hệ và cũng phải nhắc tới tuyển Anh. Tôi đang làm việc tại Anh nên rất tò mò muốn biết họ sẽ thi đấu như thế nào. Nếu như lựa chọn tuyển Anh không có gì bất ngờ khi họ được trang Opta đánh giá cao nhất ở giải đấu này với 19,9% cơ hội vô địch. Bất ngờ lớn nhất là tuyển Pháp với 19,1% lại bị loại khỏi danh sách của thuyền trưởng Man City. Wan-Bissaka rất có thể rời Man United. Wan-Bissaka đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao trong mùa giải vừa rồi. Dù đã ra sân 30 trận cho Man United, nhưng có khá nhiều trận đấu hậu vệ 26 tuổi thi đấu không thuyết phục và thường xuyên mắc sai lầm dẫn đến những quả penalty cho Quỷ Đỏ. Chính vì vậy, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng để Wan-Bissaka ra đi ngay trong mùa hè này nếu nhận được một cái giá hợp lý của bất kỳ câu lạc bộ nào. Động thái muốn mua thêm hậu vệ phải càng chứng tỏ khả năng ra đi của Wan-Bissaka là khá cao. Newcastle tìm người thay thế Amiron. Amiron sau mùa giải 2022-2023 thi đấu vô cùng thăng hoa thì đã tụt giảm phong độ nghiêm trọng trong mùa giải đã qua. Chính vì vậy, Newcastle United đang lên kế hoạch tìm người thay thế cầu thủ người Paraguay. Theo những thông tin gần đây, Trích Chòe đang có ý định chiêu mộ Noni Madueke của Chelsea ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Thương vụ này hoàn toàn có thể xảy ra vì Madueke rất hợp với lối đá của Newcastle. Thêm vào đó, anh cũng không được trao quá nhiều cơ hội tại The Blues, thế nên không loại trừ khả năng chân chạy cánh 22 tuổi sẽ tìm cho mình một bến đỗ phù hợp hơn. Ngoài những breaking news nóng hổi, chúng ta cùng đến với những tin tức khác. Mùa này, Thomas Partey đã đánh mất vị trí ra sân chính thức sau khi liên tiếp gặp phải những chấn thương. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Arsenal sẽ giữ lại công thần của mình ở mùa giải trước sau khi có rất nhiều đội bóng trèo kéo, ví dụ như Juventus. Thế nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi, pháo thủ sẵn sàng bán để tái đầu tư vào một thương vụ tiềm năng hơn. Bến đỗ khả thi lúc này của tiền vệ người Ghana và Saudi Pro League. Hiện tại Arsenal đang giao bán Partey ở mức 20 đến 25 triệu bảng. Mục tiêu hàng đầu thay thế cho Partey là Martin Zubimendi của Real Sociedad. Hàng tiền vệ của Man United đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Trong bối cảnh mà Casimiro và Christian Eriksen không thể đáp ứng được yêu cầu Amrabat thì chưa rõ ràng về tương lai. Quỷ Đỏ cần một tiền vệ dày dặn kinh nghiệm để sát cánh cùng Kobbie Mainoo. Theo tờ Football Insider, Man United đã nhắm tới việc chiêu mộ Leon Goretzka từ Bayern Munich. Mọi thứ càng thuận lợi hơn đối với đội bóng của Ten Hag bởi tương lai của tiền vệ này ở sân Allianz Arena vẫn chưa chắc chắn. Được biết, chỉ cần khoảng 40 triệu euro là Man United sẽ có được cầu thủ mà mình muốn. Để theo dõi chế độ tim mạch và giấc ngủ của cao thủ, đội tuyển Anh đã sử dụng một chiếc nhẫn thần kỳ có tác dụng ghi lại mọi chỉ số sinh học của các thành viên. Theo tờ Telegraph đưa tin, chiếc nhẫn mà các thành viên Tam Sư được cấp có tên gọi là Oura. Thiết bị đặc biệt này đã được một số thành viên như Conor Gallagher, John Stones thử nghiệm ngay trước khi Euro diễn ra. Thậm chí một số người còn nghiện sử dụng đến độ đeo nó trong lúc luyện tập. Trung vệ của Man City cho hay, điều đầu tiên tôi làm khi ra khỏi giường là kiểm tra chiếc nhẫn Oura của mình để xem tôi đã ngủ như thế nào. Nó gây nghiện, nó cho tôi biết tôi mất bao lâu để chìm vào giấc ngủ. Tôi đã ngủ được bao nhiêu lâu và ngủ có sâu không, thức dậy bao nhiêu lần, thật là ngoài sức tưởng tượng. Charles De Ketelaere đang được AC Milan đem cho mượn đến Atalanta. Cầu thủ có mùa giải thành công trong màu áo của đội bóng vùng Bergamo khi ra sân 50 lần trên mọi đấu trường, đóng góp 14 bàn thắng và 11 đường kiến tạo giúp Atalanta vô địch Europa League. Ban lãnh đạo của Atalanta rất hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ 23 tuổi và họ quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 22 triệu bảng. Ngoài ra, Rossoneri sẽ nhận về cho mình 3 triệu euro nếu sau này Atalanta bán đi De Ketelaere trong tương lai. Sau khi rời Brighton, huấn luyện viên Roberto De Zerbi đang được rất nhiều đội bóng quan tâm, trong đó có Marseille. Đội bóng Ligue 1 đang tìm cho mình một huấn luyện viên mới để dẫn dắt câu lạc bộ tại mùa giải tới. Ban đầu, Marseille nhắm đến Sergio Conceição, nhưng thương vụ này vẫn chưa có tiến triển. Dường như mất sự kiên nhẫn, ban lãnh đạo đội chủ sân Velodrome đã quyết định chuyển sang một cái tên khác là De Zerbi. Mặc dù vậy, Marseille cần phải giải quyết vấn đề hợp đồng của chiến lược gia người Ý với Brighton vì thực tế, ông vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Diamex, mặc dù đã rời đi vào cuối mùa giải vừa rồi. Crystal Palace là đội bóng tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng hè. Mới đây, đội chủ sân Selhurst Park đã công bố tân binh mới mang tên Chadi Riyad. Nếu thường xuyên theo dõi La Liga thì át hẳn bạn sẽ không còn xa lạ với cầu thủ này khi anh là trụ cột của Real Betis mùa giải vừa qua. Trung vệ người Maroc đã ra sân tổng cộng 30 trận trên mọi đấu trường và giúp câu lạc bộ cán đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc. Crystal Palace đã rất nhanh để có được chữ ký của trung vệ 23 tuổi với cái giá 15 triệu euro kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Với những gì đã làm kể từ đầu hè 2024, có thể thấy tham vọng của Palace ở mùa giải 2024-2025 là rất lớn. Theo nhiều nguồn tin thì cựu tiền đạo Chelsea Tammy Abraham có thể được đề nghị trở lại Premier League vào mùa hè này. Tammy rời Chelsea vào năm 2021 để gia nhập Roma. Cầu thủ người Anh thể hiện khá tốt trong mùa giải đầu tiên, ghi 27 bàn và có 5 pha kiến tạo sau 53 trận. Mùa giải thứ hai anh ghi được 9 bàn và có 7 pha kiến tạo, kém hơn khá nhiều so với lúc mới gia nhập. Sau đó anh phải ngồi ngoài 10 tháng vì chấn thương dây chằng chéo trước trong mùa giải thứ 3 và kể từ đó phong độ tuột dốc. Sự xuất hiện của Lukaku khiến tần suất ra sân của Tammy giảm đi đáng kể. Chính vì vậy tiền đạo người Anh đang tìm đường trở về Premier League thi đấu. Hiện tại có khá nhiều câu lạc bộ tầm trung như Crystal Palace hay Bournemouth muốn có sự phục vụ của cựu chân sút The Blues. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những tin tức thú vị trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau ở những bản tin sáng trưa chiều mọi ngày. Hy vọng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức nóng hổi nào trong ngày khi theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn và đừng quên nhấn like cho video nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.